Xin chào quý phụ huynh. Sang Úc định cư là một chương trình mà bây giờ tất cả các nước đều muốn sang vì cái chế độ phúc lợi của Úc cực kỳ tốt. Mọi thứ con người dẫn đến môi trường sống, cái con cái được học miễn phí. Chính vì vậy mà rất là nhiều người sang Úc diện định cư. Thì để được sang Úc diện định cư thì đầu tiên nếu mà anh chị nào ở Việt Nam, thông thường nếu mà anh chị có con mà từ cấp 1 trở lên thì đến dưới 18 tuổi thì được rất nhiều quyền lợi khi sang Úc. Thứ nhất, quyền lợi nếu mà mình sang Úc thì mình được bảo lãnh cả gia đình sang. Cả gia đình bao gồm chồng hoặc vợ, nếu mà một người đương đơn là chồng hay vợ thì cả hai người đều được đi làm. Cái thứ hai, nếu là con cái thì được học miễn phí tại trường công lập. Thì như vậy thì cái chế độ phúc lợi của mình đã cực kỳ tốt rồi. Thì để được sang đấy thì có rất nhiều con đường, nhưng một trong những con đường hiện nay đó là đi ra visa tay nghề. Visa tay nghề là như thế nào? Là mình có một cái tay nghề nhất định, sau đấy thì bên Úc người ta cần theo diện chủ, người ta bảo lãnh để mình sang. Thì hiện nay ở Việt Nam mọi người đang thông thường đi theo ngành bếp. Ngành bếp bao gồm đầu bếp và cook. Đầu bếp là mình phải có chứng chỉ nghề và học tiếng Anh. Thì con đường đi này không hề dễ dàng. Tất nhiên là mình rất vất vả để học tiếng, và mình có phải tay nghề thực sự để mình làm cho cái chủ mà bảo lãnh mình á. Sang Úc thì mình làm cho chính cái chủ bảo lãnh mình. Vì vậy mà mình cần yêu cầu làm thật, làm rất chuẩn chỉ. Nhưng đây là cũng con đường dễ nhất để tiến tới cả gia đình sang Úc. Sau đấy khi sang được Úc rồi thì mình sẽ làm cái visa, gọi là skill assessment là đánh giá tay nghề một lần nữa ở tại Úc để nộp vào visa 186, là visa thường trú nhân để vào định cư. Thì đây là những cách dễ nhất để chúng ta đi vào thường trú nhân.